Thưa quý vị và các bạn, Quan Hóa là một trong những huyện còn giàu tài nguyên rừng của tỉnh Thanh Hóa, với diện tích tự nhiên trên 99.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp trên 83.826 ha, chiếm 84,6% diện tích, đất có rừng trên 81.000 ha, rừng tự nhiên trên 53.000 ha, rừng trồng trên 27.000 ha, có 23.153,99 ha rừng đặc dụng. Rừng phòng hộ có 16.936 ha, rừng sản xuất 43.734,47 ha. Độ che phủ rừng năm 2013 đạt 81,8%. Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành với sự lãnh đạo của huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa đã chỉ đạo quyết liệt cho các ngành chức năng trong huyện và cấp ủy chính quyền cơ sở để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên rừng. Đối với những cây thông phà cò, thông tre lá ngắn, cây đỉnh tùng, rẻ tùng sọc trắng, đây đều là những loài đang nằm trong danh sách những loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài ra, còn phát hiện những cây tái sinh xung quanh khu vực quần thể cây mẹ. Đây là một điều kiện rất thuận lợi cho việc bảo tồn và phát triển nhóm cây hạt trần quý hiếm tại khu vực này, đồng thời đưa ra những hướng nghiên cứu mới về những loài cây này nhằm mục đích bảo tồn phát triển. Chính vì vậy, việc thành lập khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa là hết sức cần thiết và cấp bách để bảo tồn và phát triển các loài thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Núi Pha Phanh nằm trên địa bàn xã Nam Động, huyện Quan Hóa, nơi từng được biết đến bởi sự đa dạng hệ sinh thái động thực vật. Đây là một trong những khu rừng được bảo vệ phát triển tốt nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Một số diện tích đất rừng gần khu dân cư đã được giao cho các hộ dân quản lý phát triển nhằm nâng cao đời sống cho người dân sống ven rừng. Chính sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp quản lý chặt chẽ của lực lượng kiểm lâm đã nâng cao nhận thức bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc Mường, Thái nơi đây. Qua kết quả điều tra ban đầu tại khu vực núi Pha Phanh đã thu thập thông tin phân loại xác định được 314 loài thuộc 235 chi, 107 họ thuộc 5 ngành thực vật bậc cao có mạch. Chiếm ưu thế tuyệt đối là ngành ngọc lan. Nhóm loài làm thuốc cũng được ghi nhận cao với 120 loài. Tiếp đến là nhóm loài cho gỗ. Các nhóm công dụng khác có tỷ lệ thấp hơn. Đây là một nguồn tài nguyên quý cần phải có kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau. Đặc biệt tại đây, thực vật bậc cao có mạch ghi nhận được 13 loài có tên trong danh lục sách đỏ Việt Nam năm 2007 với 2 loài nguy cấp và 11 loài còn lại thuộc cấp độ sẽ nguy cấp. Khu vực núi Pha Phanh không chỉ có sự đa dạng hệ thực vật rừng mà nơi đây còn ẩn chứa hệ động vật rừng phong phú với 24 loài thú thuộc 11 họ, 5 bộ với 7 loài được ghi nhận trực tiếp và 17 loài được ghi nhận thông qua thông tin phỏng vấn tìm hiểu người dân bản địa, mẫu vật, dấu vết. Trong đó có 18 loài nằm trong danh lục sách đỏ Việt Nam năm 2007, danh lục sách đỏ thế giới năm 2012 và nghị định số 32 năm 2006 NĐ-CP. Ngoài ra, còn có rất nhiều loài cây dược liệu làm thuốc chữa bệnh như cây gối hạc, thảo quả, chân chim, cúc tần, cây hải đồng bì, gia cẩm. Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 3 năm, tình cờ trong một lần đi công tác, ông Nguyễn Hữu Hồng, chủ nhiệm Hợp tác xã Tiên Phong, đã phát hiện một quần thể các loài cây hạt trần quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam. Các loài cây hạt trần đang sống trên núi cao gồm thông phà cò, rẻ tùng sọc hẹp, đỉnh tùng và thông tre lá dài. Có thể nói, ông là người có công đầu trong việc phát hiện ra các loài thực vật quý hiếm trên. Tâm sự với chúng tôi, ông Hồng chia sẻ: "Trên đường đi tìm cây thuốc trên rừng, tôi thấy có nhiều cây lạ. Lúc ấy không biết cây gì nên rất tò mò. Sau khi trở về, tôi đã đến báo cáo với hạt kiểm lâm Quan Hóa. Sau khi có thông tin, cán bộ kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu gỗ, lá đi giám định mới biết là các cây hạt trần quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Thấy việc bảo vệ các loài cây quý hiếm trên là vô cùng bức thiết, hạt kiểm lâm Quan Hóa đã báo cáo các ngành chức năng xin chủ trương thành lập khu bảo tồn loài. Ngày 27 tháng 7 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án xác lập khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa.
Cùng với đó, Hạt Kiểm Lâm huyện phối hợp với Hợp tác xã Tiên Phong tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm hai loài hạt trần quý hiếm nữa, gồm thông đỏ đá vôi và rẻ tùng sọc rộng. Từ đó có thể khẳng định khu vực này chính là lãnh địa của các loài hạt trần quý hiếm tại Việt Nam. Sau gần 3 năm điều tra khảo sát ngoài thực địa và lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành, đơn vị, hội đồng khoa học, đặc biệt là lấy ý kiến của các nhà khoa học lâm nghiệp, ngày 6 tháng 12 năm 2013, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4376 QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án thành lập khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa. Với mục tiêu chung là bảo tồn và phát triển các nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng của 6 loài cây hạt trần. Hiện nay, khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa có 6 loài cây hạt trần quý hiếm là thông pà cò, đỉnh tùng, rẻ tùng sọc hẹp, rẻ tùng sọc rộng, thông đỏ đá vôi, thông tre lá dài, cùng với nhiều loại động thực vật quý hiếm khác. Với mục tiêu xây dựng khu bảo tồn loài nhằm bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên, phát huy các giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học của 6 loài cây hạt trần quý hiếm tại khu vực rừng thuộc xã Nam Động, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa công bố quyết định số 87 QĐ-UBND ngày 8 tháng 1 năm 2014 quyết định về việc thành lập khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa. Theo đó, khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa có tổng diện tích hơn 646,95 ha thuộc địa bàn xã Nam Động, huyện Quan Hóa, giáp danh với các xã Sơn Lư, Sơn Điện và xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn. Khu bảo tồn được phân ra các phân khu chức năng như phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 502,84 ha, phân khu phục hồi sinh thái 144,11 ha, phân khu dịch vụ hành chính đặt tại văn phòng trạm kiểm lâm Nam Động thuộc hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa và 3 trạm bảo vệ rừng. Vùng đệm khu bảo tồn được xác định gồm 7 thôn bản thuộc xã Nam Động, huyện Quan Hóa và 5 thôn bản thuộc 3 xã Sơn Lư, Sơn Điện và Trung Thượng, huyện Quan Sơn với tổng diện tích là 3.300 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là nơi hội tụ các đặc trưng và tính đa dạng sinh học với các loài thực vật quý hiếm như thông pà cò, đỉnh tùng, rẻ tùng sọc hẹp, rẻ tùng sọc rộng, thông đỏ đá vôi, thông tre lá dài và các loài cây đặc hữu, các động vật như vọc xám, gấu, sơn dương. Phân khu phục hồi sinh thái có nhiệm vụ bảo vệ, tái sinh rừng, hỗ trợ cải tạo nương rẫy cho bà con, phòng chống cháy rừng, tiến hành nghiên cứu đa dạng sinh học và phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch. Phân khu dịch vụ hành chính là nơi xây dựng các công trình làm việc của Ban Quản lý Khu Bảo tồn, nghiên cứu thực nghiệm khoa học, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Đây là một trong những khu vực của tỉnh Thanh Hóa còn đa dạng về sinh học. Từ khi 6 loài cây đặc hữu quý hiếm nói trên được phát hiện tại địa phương, lực lượng kiểm lâm địa bàn và Hợp tác xã Tiên Phong đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức bảo vệ. Rất nhiều hộ dân trong vùng đã ký cam kết không khai thác các loài cây trên. Người dân quanh vùng đệm khu bảo tồn giờ đã nhận thức được rằng việc phát hiện các loài cây nằm trong sách đỏ Việt Nam có ý nghĩa rất to lớn trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ rừng. Bây giờ mọi người dân địa phương không những không vào rừng chặt phá mà còn luôn động viên nhau ra sức bảo vệ báu vật của núi rừng quê hương. Còn đối với Hợp tác xã Tiên Phong, với những đóng góp của Hợp tác xã thời gian qua đã góp phần không nhỏ trong công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là bảo vệ quần thể các loài cây hạt trần quý hiếm. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Tiên Phong tiếp tục khai thác tận thu các loài cây làm thuốc dưới tán rừng, đồng thời phối kết hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện, chính quyền địa phương và nhân dân vùng đệm bảo vệ nguyên vẹn sự đa dạng hệ sinh thái rừng và quần thể các loài cây hạt trần quý hiếm thuộc khu vực khu bảo tồn. Rừng Pha Phanh không chỉ có các loài hạt trần quý hiếm, mà còn là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm như vọc xám, gấu ngựa, sơn dương. Các cây thông pà cò tái sinh ở đây cũng đã phản ánh ngược lại một số kết quả nghiên cứu trước đây cho rằng thông pà cò không thể tái sinh bằng hạt vì hạt không có phôi. Kết quả này đã mở ra một hướng nghiên cứu mới đối với việc nhân giống hữu tính loài cây này trong tương lai cho các nhà khoa học. Để bảo vệ và phát triển khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa, ông Lê Kim Du, hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Quan Hóa cho biết.
Thực hiện cái quyết định số 87 ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban nhân tỉnh về thành lập khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm tại Nam Động, huyện Quan Hóa, hạt kiểm lâm được giao nhiệm vụ trong cái việc quản lý và triển khai các cái chương trình dự án tại khu vực bảo tồn loài này. Để mà thực hiện được cái nhiệm vụ được tỉnh giao thì dưới cái sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành từng bước. Thứ nhất là tổ chức tuyên truyền cho nhân dân ở cái khu vực xã Nam Động, đặc biệt là những cái hộ có cái diện tích mà quy hoạch cho khu bảo tồn là tự nguyện trả lại đất để mà thành lập khu bảo tồn, và tuyên truyền cái giá trị của khu bảo tồn loài và cái quyền, cái nghĩa vụ của người dân, cũng như là sau khi khu vực bảo tồn này hoạt động thì có những cái lợi ích và cái ưu đãi cho nhân dân khu sống trong vùng đệm, cũng như là nhân dân tham gia cái quản lý bảo vệ cái khu vùng đệm này. Thì hiện nay ấy, thì trong cái khâu tổ chức thực hiện thì song song với cái việc tuyên truyền thì chúng tôi đã tăng cường cái lực lượng kiểm lâm, cũng như là phối hợp với ban nhân xã thành lập một cái tổ bảo vệ rừng cái khu vực Pha Phanh, cái khu vực bảo tồn loài này đã và đang hoạt động, và hàng ngày thì đã có người của tổ bảo vệ này thường xuyên là đi tuần tra ở cái vùng đệm cũng như là cái vùng loài, rồi là tổ chức phối hợp với ban dân vận huyện ủy, trận tổ quốc, đoàn thanh niên tổ chức cái tuyên truyền cho nhân dân ở trên toàn huyện cũng như là xã Nam Động hiểu rõ về cái tác dụng, cái lợi ích của khu bảo tồn này ra đời và đi vào hoạt động. Song song với cái việc tuyên truyền bảo tồn ở địa phương ấy, thì để mà quảng bá, rồi là có cái kêu gọi các cái đầu tư hoạt động các cái dự án quản lý để phát triển khu bảo tồn này ấy, thì chúng tôi đã phối hợp với đài truyền hình tỉnh, rồi đại học lâm nghiệp, đại học khoa học tự nhiên quốc gia Hà Nội để mà viết các cái phóng sự, rồi là giới thiệu các cái giá trị đặc hữu của các cái loại hạt trần quý hiếm tại khu vực Nam Động này, để từ đấy các cái tổ chức quốc tế, cá nhân có cái nguồn kinh phí cũng như có các chương trình đầu tư nghiên cứu về 6 cái loại hạt trần quý hiếm này để mà đưa các cái dự án vào để mà triển khai nghiên cứu phát triển bảo tồn tại khu vực Nam Động. Cho đến bây giờ thì cũng đang từng bước và được cái sự quan tâm của chi cục của tỉnh, thì năm 2014 tỉnh cũng đã cho một số các cái dự án, đấy là cái dự án về khảo sát, điều tra, rồi nghiên cứu cái giá trị đặc hữu của các loại hạt trần quý hiếm Nam Động, rồi cái dự án quy hoạch phát triển cái khu bảo tồn loài Nam Động Quan Hóa giai đoạn 2014 đến 2020, rồi là trong cái khoán bảo vệ rừng thì cũng đã được tỉnh chấp thuận để mà đầu tư kinh phí cho cái hoạt động bảo tồn. Đây là một cái tín hiệu mà nói rõ ràng là các cấp các ngành rất quan tâm, đặc biệt là ban nhân tỉnh, ban nhân huyện và chính quyền nhân dân xã Nam Động đã là rất ủng hộ để mà đơn vị chúng tôi triển khai các cái chương trình dự án cũng như là cái bảo tồn nguyên giá trị của khu bảo tồn này. Thưa quý vị và các bạn, việc thành lập khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động với quần thể các loài cây hạt trần và nhiều loài động thực vật quý hiếm ở khu vực núi Pha Phanh cho thấy, trên núi Đá Vôi ở xã Nam Động, huyện Quan Hóa còn tiềm ẩn nhiều nguồn gen quý hiếm. Nếu được quan tâm, điều tra nghiên cứu, có thể sẽ phát hiện được nhiều loài thực vật không chỉ có giá trị khoa học mà còn có ý nghĩa kinh tế, góp phần bảo vệ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ đa dạng sinh học. Hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện phối hợp cùng với vai trò của Hợp tác xã Tiên Phong đã và đang siết chặt công tác tuần tra, kiểm tra, bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng đặc dụng hiện có tại đây, không để xảy ra khai thác rừng, cháy rừng, săn bắn, bẫy động vật rừng. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm.
Việc quy hoạch xây dựng khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm sẽ góp phần bảo vệ các kiểu rừng nhiệt đới và á nhiệt đới với tính đa dạng sinh học cao, bảo vệ nhiều loại động thực vật rừng có nguồn gen đặc hữu, quý hiếm và các loài đang bị đe dọa. Bảo vệ và phục hồi môi trường, cân bằng sinh thái nhằm tạo độ che phủ rừng, tăng chất lượng rừng để phát huy khả năng phòng hộ môi trường, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và hồ đập thủy lợi, thủy điện. Ngoài ra, việc quy hoạch xây dựng khu bảo tồn còn cải thiện và nâng cao đời sống người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo thông qua các chương trình hoạt động của dự án và các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đệm, phát huy tiềm năng to lớn của rừng về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. Phát biểu tại lễ công bố thành lập khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm, ông Trương Nho Tự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và ông Lê Thế Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, nhiệt liệt chúc mừng sự ra đời khu bảo tồn các loại hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa, đồng thời nhấn mạnh sự ra đời của khu bảo tồn có ý nghĩa to lớn sẽ tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với vị trí và tầm quan trọng đã được xác định, tin chắc rằng trong thời gian tới, khu bảo tồn sẽ được quan tâm hơn trong đầu tư đúng hướng, xây dựng khu bảo tồn thành điểm quan trọng trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học trong khu vực. Với thực trạng và tiềm năng của khu bảo tồn, các mô hình về du lịch sinh thái, các chương trình nghiên cứu khoa học sẽ ngày càng phát triển, cộng với các chương trình khoanh nuôi phục hồi rừng, trồng rừng sẽ tạo cơ hội về việc làm và tăng thu nhập phát triển kinh tế cho cộng đồng dân cư vùng đệm. Để hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhiệm vụ của hạt kiểm lâm huyện Quan Hóa được giao hết sức nặng nề và quan trọng. Mong rằng trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên hạt kiểm lâm huyện cũng như ban quản lý khu bảo tồn cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với chính quyền địa phương và nhân dân các xã vùng đệm thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành và nhân dân huyện Quan Hóa cùng hạt kiểm lâm huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ tích cực tham gia quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học của khu bảo tồn. Phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm và các ngành liên quan cấp tỉnh để xây dựng khu bảo tồn các loài hạt trần quý hiếm xã Nam Động, huyện Quan Hóa ngày càng phát triển và đạt mục tiêu đề ra. Thưa quý vị và các bạn, việc thành lập khu bảo tồn trực thuộc hạt kiểm lâm Quan Hóa sẽ tăng thêm sức mạnh cho việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, chống xói mòn, bảo vệ môi trường. Đây cũng là cơ hội tốt để bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh học, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, thu hút các dự án đầu tư bảo vệ rừng, phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học, góp phần tạo cơ hội về việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư trong khu vực. Với thế mạnh về tài nguyên, cùng với nhiều thắng cảnh tự nhiên và những nét văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng đệm, khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm hoàn toàn có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch sinh thái.